pháp luật sẽ không có vùng cấm và điều đó được khẳng định qua liên tiếp những cái thông tin cũng như là các cái vụ án đã được đưa ra và được dư luận hoàn toàn ủng hộ. Mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên tư lệnh cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và bốn tướng lĩnh về tội tham mô tài sản tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cụ thể trong ngày 13 tháng 4, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng. Ngoài ra các bị can Phạm Kim Hậu, nguyên phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, nguyên phó tư lệnh, Doãn Bảo Quyết, nguyên phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị, Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó tư lệnh, Bùi Văn Hoè, phó trưởng phòng tài chính cũng bị bắt tạm giam với vai trò đồng phạm. Tất cả các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Trước đó, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng đã ra quyết định các chức các chức vụ đảng của các đối tượng kể trên. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo nghiêm minh đúng pháp luật.